Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Auto Huy Trung. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em lên sóng cho anh em một con Daewoo Lacity CDX nha anh em. Đấy, bản full. Xe thì được sản xuất năm 2010 với động cơ dung tích là 1.6 số tự động nha anh em. Hộp số tự động 6 cấp. Đấy. Xe thì chạy rất là ngọt ngào, rất là đầm chắc nha anh em. Đấy, xe chính tay em chạy từ Quảng Trị về. Xe thì có nước sơn màu lông chuột nha anh em. Đấy, màu lông chuột hay còn gọi là màu xám ấy. Nhìn nó khá là giống màu xám xi măng. Mâm là mâm đúc nguyên bản theo xe nhưng mà được sơn đen cách tân lại một tí rồi, nhìn cho nó thời trang hơn, nó sang trọng hơn một tí. Mâm 17 inch nha anh em, nguyên bản theo xe. Lốp láp thì con này thì còn khoảng tầm 7 đến 80%. Đấy, 7 đến 80% thì còn 4 phần lốp. Đấy. Xe thì được trang bị rất là nhiều tính năng, tuy là đời 2010 thôi nhưng mà đã được trang bị rất là nhiều tính năng mà hiện đại theo xe rồi. Như là đèn tự động này, gạt mưa tự động. Khi mà mưa là tự động gạt mưa nó gạt. Đấy. Tùy vào mưa lớn hay là mưa nhỏ. Khi mà mưa lớn thì nó sẽ gạt nhanh và mưa nhỏ thì nó sẽ gạt chậm. Đèn thì khi vào tối vào hầm là tự động nó bật. Đấy, còn khi ra sáng là tự động nó tắt. Có phanh ABS chống trượt nha anh em. Phanh ABS chống trượt, khi mà anh em đường trời mưa mà anh em phanh gấp á là nó sẽ không bị trượt xe nha. Đấy, nó không bị trượt. Đặc biệt là phanh ABS là vậy. Gương chỉnh điện gập điện tích hợp đấy, cái tích hợp gập điện, có cửa sổ nóc đầy đủ hết nha anh em. Có cửa sổ nóc và đầy đủ hết luôn rồi. Đấy, cửa sổ nóc. Ghế da là ghế da xịn theo xe. Được trang bị ghế da xịn màu cam theo xe. Đời 2010 thì ghế da nó sẽ là màu cam. Còn những cái đời mà CDX khác thì ghế da nó sẽ là màu xám nha anh em. Đấy. Sơn xe bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Anh em mình mua về cũng có việc là đi thôi. Đấy, cũng không phải làm tút tát sơn tỉ gì nhiều nha anh em. Đấy. Cũng còn rất là bóng bẩy rồi, biển Quảng Trị, anh em nào cần rút hồ sơ thì thêm phí. Còn hôm nay con em bán con này thì giá rất là hợp lý thôi, 232 triệu thôi. Đấy, 232 triệu bên em bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. Đấy. Trang bị cũng rất là nhiều option hiện đại như xe đời mới, những xe đời mới giờ chưa chắc có rồi. Đề star top này. Đấy, màn hình âm thanh loa đài 6 loa, 4 loa cánh, 2 loa chip, đầy đủ hết, gương gập điện chỉnh điện nha anh em. Đấy, số tự động, đấy, tích hợp trên vô lăng này. Đấy, có phím bấm tích hợp trên vô lăng, đèn tự động. Đấy. Nói chung là xe không có thiếu một chức năng gì hết nha anh em. Đấy. Ghế da nội thất cũng rất là sang trọng. Đấy. Chỉ theo xe là vẫn còn nguyên si nha anh em. Đấy. Ốc là anh em nhìn này vẫn còn đẹp. Sơn zin trong nách này còn khá là nhiều nè anh em. Sơn zin trong nách này còn khá là nhiều. Đời 2010 nha anh em. Ốc là còn zin hết. Cam kết với anh em là không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Đấy. Cam kết với anh em mình là không đâm đụng, không ngập nước. Ghế da là ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, toàn bộ là da nguyên bản hết, chưa có bọc lại lần nào hết nha anh em. Toàn bộ những cái tấp bi này, những cái da này là đều là nguyên bản hết. Đấy. Cái bản mà bản đặc biệt thì nó mới da cam nha anh em, còn bản thường, xe đít thường thì nó chỉ là da mà da xám thôi. Đấy. Âm thanh loa đài là zin hết, rất là hay. Vô lăng là có túi khí, hai túi khí đằng trước nha anh em. Đấy. Màn hình đầu giải trí là nguyên bản theo xe. Đấy, có cảm biến lùi đàng hoàng nha anh em. Zin là xe là zin theo xe có cảm biến lùi. Đấy, đề start top anh em nhấn đề ở đây. Đấy. Đề start top này. Đấy, giảm phanh là đề thôi. Giảm phanh là đề nổ này. Đấy, máy đã nổ rồi, anh em thấy chưa? Máy lạnh điều hòa âm thanh loa đài rất là đầy đủ luôn. Đấy. Có mốt theo xe này. Anh em thấy còn đẹp không? Số tự động anh em, hộp số tự động 6 cấp. Đấy, số tự động 6 cấp có thể chuyển qua số tay. Đấy, anh em đi số tay là đi bên này. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này là anh em đi số tay. Không thì mình đi số tự động, bình thường thì anh em cứ đi số tự động thôi. Còn đi số tay cho nó cảm giác phấn khích tí thôi, chứ còn lại cũng không cần thiết. Điều hòa là tự động luôn nha anh em, điều hòa tự động luôn. Anh em chỉnh nhiệt độ bao nhiêu là tự động nó sẽ điều hòa nhiệt độ trong xe bấy nhiêu độ nha anh em. Đấy, nút này lúc khóa cửa mở cửa này. Đấy. Âm thanh loa đài rất là hay, cắm USB đĩa đầy đủ hết nha anh em. Âm thanh rất là hay. Những cái vân này là vân nguyên bản theo xe này, anh em thấy chưa? Đấy, vân nguyên bản theo xe. Âm thanh rất là hay luôn. Có cảm biến lùa nữa nha anh em. Cảm biến lùa là khi mà mình là cảm biến nó sẽ tít 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 tít. Đấy, gương gập điện này. Không thiếu một cái gì luôn nha anh em.
gương thập kỷ ra được vào, gương tài là tự động nha anh em, tự động nhấn một cái là nó xuống này, chích một cái là lên này ha, anh em thấy chưa. Còn tất cả các gương còn lại thì một tự động xuống, còn lên thì phải giữ, nhấn một cái là xuống này, đó anh em thấy chưa, lên là phải giữ nha anh em, đấy, lên là phải giữ, còn tự động xuống là chỉ auto xuống thôi, anh em thấy hiện đại chưa. Những xe giờ mình giữ bấm luôn chứ làm gì có mà tự động mà nhấn một cái là xuống. Xe đời mới giờ Accent rồi làm gì có. Con này là phân khúc 1.6 luôn, phân khúc đó, phân khúc hạng D nha anh em. Gương cửa sổ trời đầy đủ hết này, một nhấn đó là tự động ra này. Cửa sổ trời có chống kẹt luôn nha anh em, có chống kẹt khi mà mình đứng lên đây mà vô tình nhấn nút là tự động nó lôi về luôn. Là cái vào hoạt động rất là trơn tru và nhẹ nhàng như này. Còn anh em muốn lấy gió hở tí là lấy gió lên tí này, còn đóng lại này, thấy chưa? Chức năng theo xe hoạt động tốt hết này, đèn đuốc đầy đủ, không thiếu một cái chức năng gì luôn nha anh em. Gương là gương chống chói nha, khi mà đi ban đêm mà có xe đằng sau người ta chiếu vào là tự động nó sẽ mờ xuống, nó sẽ giảm ánh sáng xuống cho người tài xế không phải chói nha. Trong đây thì có chắn nắng, chắn nắng này thì bên tai cũng có cái đèn luôn. Đấy, mở lên mình có đèn luôn. Nguyên bản còn rất là hoạt động, rất là trơn tru. Xe nhập khẩu nguyên chiếc 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Cái hộp để gương nha anh em bỏ gương vào đây. Để init theo xe vẫn còn đẹp này. Đấy, hai loa chép cột này, còn lại 4 loa cánh, tổng cộng là 6 loa. Những xe thông thường khác thì nó chỉ trang bị tầm 4 loa thôi. Nhưng mà những cái dòng xe mà cao cấp một tí, option nó cao một tí là nó sẽ bị 6 loa. Đèn là đèn tự động, đèn em đang để chứ đèn auto này là tự động nó bật như này, đấy, tự động nó bật đèn. Đấy. Gạt mưa là cũng đang để chế độ gạt mưa tự động này, lát này, lát em sẽ xịt nước cho nó gạt thử cho anh em coi nha. Xăng còn báo được 131 km đi này, đấy, báo rất là nhiều thứ trong đây. Đấy, báo. Đấy chưa? Đấy, báo đầy đủ hết. Vô lăng tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, phím bấm vô lăng tích hợp vô lăng. Anh em thấy bấm còn hoạt động tốt không? Chức năng theo xe hoạt động tốt hết, vô lăng tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, một tay thôi đánh được rồi. Chị em phụ nữ mình cũng có thể xài được nha anh em. Đấy. Bởi vì số còn rất là nhẹ nhàng. Số với lại số tự động này đi rất là nhẹ nhàng. Tay lái động rất là nhẹ, dễ sử dụng lắm. Trong đây thì có một cái cổng USB với lại cắm AUX để cắm nghe nhạc đó anh em. Phanh tay rồi vẫn còn rất là đẹp này, nên thấy chưa, phanh tay rồi còn rất là mới, cục số còn mới đó. Nói chung đời 2010 thì người ta xài cũng còn rất là ít đồ đạc anh em nhìn này. Vân nội thất này còn rất là sạch sẽ này. Cái này là để điện thoại nha anh em. Vân nội thất là vẫn còn rất là đẹp này, nên là xe đi vẫn còn chất lắm, sạch sẽ. Đấy, anh em mình mua về là đi thôi. Với lại đặc biệt là nó chấm 6 rất là lợi xăng đời 2010. Cà vẹt đây 2010 nè anh em. Là City 1.6 chạy rất là lợi xăng. Nói trong dòng này chấm 6 thì lợi xăng, đầm chắc chạy sướng, không có gì phải chê hết nha anh. Quá tuyệt vời rồi, với cái tầm tiền mà rẻ như thế này thì quá ok rồi. Chỉ có 232 triệu thôi, bên em bao vận chuyển như khách hàng mình toàn quốc ốc rồi còn đẹp thế này. Đấy. Nói chung anh em mình mua về là đi thôi chứ không biết phải làm gì thêm. Nhìn chân phanh chân ga của nó này mình còn mới ken không? Đó thấy chưa. Này rất là đẹp. Mở cái cốp sau đi em. Nội thất ghế da rồi vẫn còn rất là đẹp này. Ghế da này, ghế da là nguyên bản theo xe nha em, chưa có bọc lại lần nào hết á. Sau đây có một cái bệ thì tay này, đây, rất là đẹp. Bệ thì tay. Ghế da vẫn còn rất là sạch sẽ nha. Đấy, nói chung xe thì cũng còn giữ cái gì lắm. Sau đây có một cái tẩu thuốc này. Cột kèo chỉ sơn riêng trong đây là còn khá là nhiều nha em. Màu lông chuột, cái màu này cũng khá là hợp phong thủy á. Màu này cũng rất là đẹp. Lạ nha, màu này nhìn lạ lắm. Trắng đen thì nhìn nó bình thường chứ cái màu lông chuột nhìn nó sang xe lắm anh em. Nội thất cam rất là sạch sẽ. Bao đông đục ngọc nước cho anh chị em mình khi mua nha. Đấy, bao đông đục ngọc nước cho anh chị em mình khi mua. Đèn đuốc còn sáng trưng còn đẹp lắm. Đèn đuốc là như mới. Bên em đã cho đánh bóng vệ sinh sạch sẽ ra rồi. Thường thường xe nhập vào trong nách này anh em cứ để ý là người ta ít có sơn á. Người ta không có sơn, xe trong nắp này. Cabo là vẫn còn đẹp nha anh em, cabo còn nỉ luôn này. Cam kết với anh em là không đâm đụng, không ngập nước nha. Bên em đã coi kiểm tra kỹ rồi. Đấy, những cái đường gân của nó còn nguyên này. Lốp sơ cua rồi dưới đây là đầy đủ luôn. Lốp sơ cua đầy đủ như này.
đội con đội sơ cua đầy đủ. Đấy, thùng bọng trong đây là còn rất là mới nha anh em, có tiếp mở lốt và đầy đủ luôn. Đấy, cam kết với anh em là không đông đụng, không ngập nước nha. Đấy, ok, gầm bể đây nè, gầm bể đẹp nha. Đấy, gầm bể rất là đẹp nha anh em, mới ken à, chưa một tí gọi là mục mọt đâu. Đó, sơn si bên ngoài rất là đẹp này, anh em có thể thấy không? Mâm này, mâm đã cắt tân lại rồi này. Đấy, anh em thấy không? Form dáng của La City thì thôi tuyệt vời, là form dáng nó như form cà ru thôi, không khác gì hết anh em. Form dáng dòng này thì đến giờ nhìn nó vẫn còn rất là thể thao, nhìn nó sang trọng lắm, chứ nó không có lỗi thời nha. Nhìn form này vài năm nữa vẫn chưa lỗi thời được đâu, bởi vì người ta thiết kế vẫn còn rất là đẹp. Những xe đời mới giờ chưa chắc không dán nó ra đẹp bằng những con La City này đâu. Nhiều xe giờ nhìn form dán chán lắm anh em ạ. Đấy, bởi vì người ta nhiều hãng người ta cũng bí ý tưởng, người ta không có thiết kế được nhìn nó đẹp. Đấy, nhưng mà dòng này thì form dán quá tuyệt vời rồi, đến tận bây giờ nhìn form nó vẫn còn rất là sang. Đấy, form dán anh em thấy không, nhìn cơ bắp đó, nhìn xe rất là cơ bắp. Xe này thì chị em phụ nữ mình mua về chở con đi học, đi chợ rất là tốt nha. Đấy, mọi nhu cầu sử dụng luôn, anh em thích là sao làm gì thì mà phải. Giá tiền là rất là hợp lý, túi khí này. Da dưới trong đây còn rất là sạch sẽ nha nè. Cam kết với anh em là không đông đụng, không ngập nước nha. Đấy, hồ sơ rút thì thêm phí, còn giá em bán thì 232 triệu nha. Có sấy ghế luôn nha nè, sấy ghế này. Đấy, sấy ghế anh em bật cái sấy ghế là ngồi lát là nó nóng, nóng lắm, nó nóng cái ghế lắm, ấm ghế lắm. 3 chế độ nha anh em, phải 1, 2, 3 chế độ này. Đó, là ngồi lái là nó nóng ghế lắm, nó ấm á. Mùa đông mà mình đi mà nó ấm lưng lắm, nó thật. Vẫn còn hoạt động tốt nha anh em. Hộp số tự động này, rất là đẹp nha. Anh em mình mua về là chỉ có việc là đổ xăng và chạy thôi, chứ không không biết làm gì thêm nha anh em. Đấy, chỉ điểm theo xe là còn nguyên. Cam kết với anh em mình không đông đụng, không hợp nước nha. Đèn tự động này, gạt mưa tự động, rất là nhiều, được trang bị rất là nhiều tính năng hiện đại theo xe. Và có đấy, cửa sổ trời đầy đủ nha, mâm 17 inch nguyên bản theo xe. Form dáng rất là đẹp nha. 232 triệu cái tầm tiền này quá hợp lý đi. 232 triệu mà anh em có được con xe số tự động, option nhiều, đồ chơi nhiều, mà máy gì có chấm xấu, lợi xăng. Đấy, nước làm mát là được trang bị nước xanh luôn này. Đó, sử dụng nước xanh luôn, nước xanh là nước làm mát anh em. Còn nhiều xe người ta không kỹ, người ta đổ nước lạnh vô thôi. Đấy, nhiều chủ kỹ là người ta thay nước làm mát xịn luôn. Đấy, là về đi cái xe nó rất là mát máy, lợi máy. Đấy, tốt cho máy nữa. Tem tí là còn nguyên, máy móc sáng trưng. Cam kết với anh em là không đông đụng, không ngập nước nha. Còn máy thì người ta đã bảo dưỡng nắp và dàn cò phần trên rồi. Đấy, cabo là vẫn còn rất là đẹp này. Cam kết với anh em mình không đông đụng, không ngập nước nha. Đấy, anh em có thể nhìn video là thấy rõ rồi. Đấy, trong đây là sơn xe nhập, là trong đây người ta không có sơn này. Đấy, tem thì còn nguyên này, anh em thấy chưa? Rồi, ok, đóng cabo lại, cái lấy cái bình nước thử. Bây giờ là lấy cái bình nước này. Bây giờ là không có ai ngồi trong xe nha anh em. Nãy giờ em đứng ngoài không ai ngồi trong xe, anh em có thể thấy không? Bây giờ em sẽ thử chế độ gạt mưa tự động của nó này. Cái cảm biến nó sẽ nằm ở giữa đây. Đấy, xịt đó, anh em thấy không? Xịt nó rất là nhạy luôn. Đó, mưa cái là tự động cái gạt này, xịt nước nhiều là gạt này nhanh, anh em thấy không? Đó, nó gạt nhanh kìa. Đó, anh em thấy chưa? Đó, vẫn còn hoạt động tốt hết nha anh em. Đó, thấy chưa? Ít nước rồi cái nó gạt chậm lại, anh em thấy không? Đấy, hết nước rồi cái hết gạt này, xịt nước tiếp là gạt tiếp này, anh em nhìn này, xịt tới đâu gạt tới đó này. Đó, đó, anh em thấy chưa? Cái đó là chức năng thì xe còn hoạt động rất là tốt luôn, tắt máy đi. Anh em thấy không? Đời 2010 thôi mà chức năng lên xe hoạt động hiện đại là còn như nguyên bản luôn, tất cả chức năng còn nguyên bản hết. Đấy, anh em thấy không? Đèn tự động này anh em, điều hòa tự động, rất là nhiều tính năng hiện đại này, khóa mốt này, mở cốt cũng trên remote luôn nha anh em, mở cốt điện mở trên remote này, bốn phanh đĩa, phanh ABS chống trượt, gầm bể anh em, cho anh em xem gầm này. Gầm là như mới à, dòng này thì chưa có thể mục mọt được đâu nha anh em, thấy gầm bể đây. Đó, gầm này chưa mục mọt nha anh em. Nói chung là gầm bể rất là đẹp rồi. 232 triệu thôi,
một cái giá rất là phải chăng với một con xe mà số tự động như thế này nha anh em. Đấy. Giá rất là hợp lý luôn, đèn đốt sau đây còn như mới anh em thể thấy. Còn rất là sáng bóng này. Biển quản trị nha, anh em nào còn rút hồ sơ thì thêm phí nha, còn bên em bao vận chuyển rồi, không bao phí hồ sơ đâu. Còn anh em nào mà tự chạy về thì bên em sẽ bao hồ sơ cho anh em nha. Bao phí rút phí thôi. Chứ còn trách nhiệm rút thì bên em vẫn rút cho anh em. Đấy. 232 triệu nha. Anh em nào cần alo ngay cho em. CDX số tự động nha anh em. 2010 nha. Đấy. 2010 đời nó cao hơn 209 nha, bình thường thì nó vẫn là 209 nhưng mà con này em mua đời cao hơn tí, đời 20. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.